Biến thể nCoV mới có nguy hiểm hơn chủng cũ. WHO cho biết biến thể EG5 dường như dễ lây truyền hơn các biến chủng khác, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy nó gây các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố EG5, hay còn gọi Eris, là biến chủng đáng quan tâm, yêu cầu các quốc gia tiếp tục theo dõi khi số ca nhiễm tăng trên toàn cầu. EG5 xuất hiện tại 51 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Australia, Singapore, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Theo WHO, EG5 được phát hiện ở Trung Quốc vào tháng 2, sau đó lan sang Mỹ vào tháng 4. Kể từ lần đầu xuất hiện, nCoV liên tục phát triển, biến đổi hình dạng và trở nên khác biệt. EG5 là một nhánh của Omicron, tiến hóa sau biến chủng XBB.1.9.2. Nó có tên gọi khác là Eris. Theo một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, tên gọi không chính thức này xuất phát từ quy ước của WHO về việc sử dụng chữ cái Hy Lạp gán cho các biến chủng chính. Hệ thống đặt tên này ra đời sau khi các chuyên gia nêu quan điểm tên khoa học của biến chủng thường rất dài và khó nhớ. Trong báo cáo mới nhất, WHO cho biết EG5 đang phát triển thêm phiên bản mới là EG5.1. Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, EG5.1 hiện chiếm khoảng 14% số ca nhiễm tại nước này. Theo Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, bà cho biết rằng không bất ngờ khi thấy các biến chủng mới xuất hiện. EG5.1 được chỉ định là một biến chủng mới vào ngày 31 tháng 7 do phát triển liên tục trên toàn thế giới. Điều này cho phép chúng tôi quan sát nó thông qua các phương pháp kiểm soát COVID-19. Các ca mắc EG.5 cũng đang tăng ở Mỹ, từng bước trở thành biến chủng chiếm ưu thế. Dựa trên bằng chứng hiện có, WHO cho biết chưa có dấu hiệu nào cho thấy EG5 gây triệu chứng nặng, rủi ro cao hơn các phiên bản khác của Omicron. WHO thông báo nguy cơ sức khỏe cộng đồng do EG5 gây ra được đánh giá thấp ở cấp độ toàn cầu. Đúng là số ca nhiễm có gia tăng, nhưng tình hình không khác biệt so với các biến chủng đã lưu hành ở Mỹ trong 3 đến 4 tháng qua. Vì vậy, tôi không quá lo lắng về EG5 ở thời điểm này. Giáo sư về vi sinh học phân tử và miễn dịch tại Đại học Johns Hopkins nhận định. Một số thử nghiệm cho thấy EG5 trốn tránh miễn dịch hiệu quả hơn các biến chủng đang lưu hành, song điều này không cho thấy nó có gây bệnh nghiêm trọng hơn hay không. Ở Anh, số người nhập viện tăng nhẹ trong những tuần gần đây, đặc biệt là những người trên 85 tuổi. Tuy nhiên, chuyên gia cho biết con số này vẫn thấp hơn các đợt bùng phát trước đó. Hiện tại số ca nhiễm nặng trong khu hồi sức tích cực không tăng. Các chuyên gia khắp thế giới sẽ tiếp tục theo dõi biến chủng phụ và đánh giá tác động của nó, đặc biệt khi trường học mở cửa trở lại. Vì là phiên bản phụ của Omicron, EG5 mang đầy đủ đặc điểm của biến chủng này. Theo các chuyên gia, hiện chưa có bằng chứng cho thấy nó gây ra bất kỳ triệu chứng mới nào. Các biểu hiện điển hình như là sốt, ho liên tục, thay đổi vị giác hoặc khứu giác, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.